chuyển nào chị? À chị đó không muốn đâu. Hỏi chị Loan giùm em cái. Xin chào các chị, hôm nay thì mình có ai vô livestream coi livestream chưa ta? Tại vì em không có thấy á. Hôm nay thì bên em sẽ chỉ hướng dẫn cách bảo quản, tại vì bán rất nhiều nhưng mà em mỗi lần em nói là khách quên hết trơn à, nên mấy cô kêu là thôi quay clip đi để hướng dẫn các cô chị cách bảo quản. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cách mình bảo quản tóc. Đợi một chút xíu nữa nhiều người vô hơn thì bên em sẽ quay clip nha các chị. Cái em đang xài trên đỉnh đầu là vùng tóc giả mà em quay live hôm bữa, mà có một số cô đã mua và ở nước ngoài rất biết rất là nhiều rồi. Bên em sẽ hướng dẫn cách mình xài giãn ngôi và hôm nay và hướng dẫn các cách mà mình sử dụng tóc và giặt gọ như thế nào luôn nha, để các chị và các cô tham khảo lại. Có là em cũng có gửi qua một số khách nước ngoài thì người ta cũng không biết cách bảo quản như thế nào, thì hôm nay bên em sẽ hướng dẫn lại cho mình nha. Đây, bên đây trong của em là nó sẽ có bốn cái kẹp giống như thế này, các chị có thấy không, bốn cây để mình có thể bẻ ra, và cái kẹp của em rất là nhẹ nhàng chứ nó không có cứng như là những cái chỗ khác bán nha, vì nó là hàng kẹp inox á, nó rất là cứng và chắc chắn rồi, nó rất là mềm và chắc chắn, là nó không có bị xét hoặc ra ten gì hết và không làm các chị đau đầu à. Cái thứ hai là khi mà các chị xài á thì mình có thể chạy bất kỳ đường ngôi nào mà mình mong muốn. Đây các chị nha, đây cái một cái bình xịt nước đi. Đây các chị xịt một bít lên nhẹ nhàng thôi, bởi vì thường thường á nếu mà các chị chạy ngôi bình thường vẫn được, nhưng mà nó sẽ hơi có độ phồng nhẹ, còn nếu mà chị nào mà không thích phồng á thì có thể xước hoặc là chẻ đường ngôi theo cái ý của mình, là mình xịt một miếng nước thì nó sẽ êm theo cái nếp đó hơn. Rồi ai chẻ đường ngôi ha. Xong sau đó thì mình sẽ canh cái tóc của mình và cái tóc đó cho nó tiệt vào đường ngôi của mình, rồi mình kẹp lên thôi. Vì em lựa chẻ lại quá nên em sẽ quyết định trải qua theo cái nếp của nó. Rồi xong đó mình sẽ kẹp lên theo cái ý của mình muốn. Kẹp cái kẹp đầu tiên ở gần mép mà không có kẹp ra ngoài nha. Nếu mà cô nào mà bị bạc ra ngoài thì mình hãy kẹp ra ngoài. Còn nếu mà bị bạc theo cái kiểu mà mình bị bạc ở trong á, nhiều hơn ở ngoài á, thì mình kẹp vô trong nhìn cho nó thật và tự nhiên. Chưa có kẹp hết. Đây. Rồi mình sẽ lò tay vào mình vuốt cái tóc của mình hoặc là mình chải đi cái tóc của mình cho nó tiệt vào. Bên đây cũng vậy, chị thấy không, tóc đã phồng lên và dày dặn hơn rất là nhiều so với lúc nãy, hồi nãy khi mà em quay clip rồi. Đây mình sẽ canh cái đường ngôi mình chẻ với cái đường ngôi này, nó sẽ giống nhau và mình kẹp vô trong một chút xíu nha các chị, để chút nữa khi mà mình xước cái như vậy nè, thì nó sẽ xước lên như vậy, nó sẽ hướng lên và mình sẽ có một cái tóc của mình ở ngoài, nó sẽ đỡ cho mình cái phần ở trong. Rồi mình sẽ kẹp nhỏ ở đây, chói quá à. Nếu mà cái tóc của mình nó hơi bị tóc con nhiều thì mình có thể xịt một miếng chút xíu nước để mình định vị nó lại.
em rửa sát luôn luôn để cho các chị coi là nó sẽ không có bị lộ khuyết điểm ở trên đây nha. Dù cái phần mái của em nó khá là mỏng, mất cái phần mái tóc riêng của em chỉ có vài cọng thôi. Rồi xong, sau khi mình xài một thời gian thì khoảng, nếu mà các chị nào mà xài hàng ngày á thì 1 tuần đến 2 tuần gọi giùm em. Nhưng mà 1 tuần á, nếu mà mình xài ngày thì 1 tuần mình gọi 2 lần giùm em. Thế tóc mới là mình gọi giùm em nhé, tại vì cái tóc này đã hết dưỡng chất rồi, với lại nó sẽ không còn chất để nuôi tái tạo. Khi mà nó bám bụi vô nó rất là dơ, thì nếu mà các chị để thời gian dài quá lâu mà mình không gọi á thì nó sẽ bị ảnh hưởng mà làm tóc nó khô giống như tóc mình vậy đó. 1 tuần mà mình không gọi trời kinh khủng đến cỡ nào, thì cái này cũng vậy đó. Đó, các chị thấy không? Và cái này cũng có thể cột được luôn. Được luôn. Cột cao được luôn nha các chị, chứ không phải là cột thấp nữa. Đây, có thể cột cao được đây. Để em cột xong em quay phía sau cho các chị coi. Xối nước thì kê xối xuống và mình bóp xong thoa đều và bóp nhẹ giống như vậy à, bóp nhẹ cho nó sạch sẽ không có bị dơ. Sau đó các chị xối nước thì trên kê xối xuống, nếu mà tóc quăng thì mình bóp lên, ví dụ như mình tập gì nếu với tóc quăng á thì mình gầm vậy và mình bóp cái đuôi này lên cho nó giữ cái nếp quăng của mình và nó không có bị hâu lơ giống như cái tóc mình gọi mình, nếu mà uống quăng mình phải bóp lên cho nó giữ cái nếp độ quăng gợ xong. Và em cho mình một cái khung để phơ tóc, em có cho mình một cái khung để phơ tóc giống như vậy. Cho mấy các chị nào mà mua thì vô coi em like đi nha, để mình về mình biết cách bảo quản. Đây có một cái khung để phơ như vậy và mình ráp vô. Nên em cột lên luôn lắm, vậy đó rất là đẹp, nó không có bị một hiện tượng cứng hay đau đầu nhé, nên cột cao lên luôn nè, vẫn được bình thường, không có bị cộm hay là bị đau đầu nhé chị. Rồi đó, xong mình sẽ ráp như vậy. Rồi mình sẽ ập cái, khi mình gọi xong đúng không, mình sẽ ập lên cái khung như thế này. Mình sẽ ập lên cái khung như thế này và mình lấy cái lược này mình chạy thẳng cái nếp xuống, chạy hết, khi mà nó ướt thì mình sẽ chạy hết, mình không có phơi hoặc là mình sấy, mình cứ để khô tự nhiên thì tóc nó sẽ mượt hơn và sợ nó bóng hơn. Và nếu mà mình thích tóc này nè mà nó không thích phồng nhiều á thì mình có thể chải cho nó xẹp xuống, ôm sát vô đây, thì khi mà các chị khô xong các chị thấy da nó sẽ mềm mà nó ôm sát da đầu, nó không có bồng bềnh giống như cái tóc của em, cái mà em đang xài trên đầu. Tại vì thường thường em sẽ thích phồng hơn, lại xẹp
Tại vì lúc nào tóc mình xẹp nó sẽ không làm cho mình cái mặt mình đầy đặn hơn và tóc mình nó dịu dàng hơn nha. Trên đây cũng được luôn, khi mình đậu thì mình có thể chẻ được đường ngô luôn. Các chị không cần phải tháo ra để các chị chẻ đường ngô đâu. Mà thường thường em sẽ tháo ra trước để em chẻ đường ngô rồi. Các chị thấy không? Nó rất là tự nhiên và nó không có làm cho mình cảm thấy là nó bị giả. Như tóc hột và nó luồn thì cái tóc của mình nè. Rồi sau đó thì mình sẽ phơ lên để khô. Thì sau khi các chị để khô thì các chị có thể dùng một ít dầu dưỡng hoặc là dầu bóp tóc để sau khi đó thì mình có thể xài được tóc tốt hơn và tóc nó khỏe phẳng hơn. Thì mình có thể xài những cái dầu dưỡng tóc của mình bình thường, mình bóp nhẹ vô thì tóc nó rất là mượt mà và nó khỏe. Cái các chị lâu lâu mới xài thì có thể xài từ một tháng thì có thể gọi 2 đến 3 lần. Còn nếu mà các chị xài thường xuyên thì mình nên gọi nhiều hơn để mình ở cái tóc nó khỏe hơn, nó bóng hơn và nó sạch sẽ. Mình xài mình cũng đỡ bị ngứa. Cái chạy lẽ mỗi lần mình xài cái mình á, nhớ rồi tóc nó đi nó bớt quá vậy không vuốt tay. Thường thường em có thấy quay vậy nè. Đó. Và các chị thấy không, em có thấy quay là vuốt như vậy. Chẳng lẽ cái tóc mình nó bớt bớt là mình không vuốt tay luôn. Nên mình sạch sẽ là có thể nhất nha. Trời, bây giờ mới có cái điện thoại để em coi inbox của các chị ạ. Dạ, chị Linh Nguyễn ạ. Để có gì em móc giá cho mình nha. Cảm ơn chị Nguyễn Kim Kiên. Dạ, bộ này của em là giá 4 triệu á chị. Hạ Vi Võ ạ. Rồi, giờ em mới thấy inbox của các chị nè. Chứ nãy giờ không có thấy gì hết trơn. Cái like không có thấy được cái inbox. Chỉ có cầm cái điện thoại khác mới thấy thôi. Dạ, cái này là tóc vừa che phủ bạc mà vừa làm phồng như tóc luôn. Thì cái này là giá 4 triệu á chị. Cái này là dài 30 xăng ạ. Còn em có loại dài hơn nữa. Nó có loại dài hơn 40 cm. Thì hôm nay em đã hướng dẫn xong cho các chị sử dụng. Cái gì thì các chị có thể inbox và liên hệ cho em để bên em trực tiếp hướng dẫn cho mình lại. Hoặc là em quay một cái video nhỏ nhỏ để gửi cho các chị, để khi mà mình quên á thì mình có thể xài để có. Mà em thì sự là cái này nếu mà em có xài á thì một tuần em cũng sẽ gọi 2-3 lần. Tại vì nó hơi dơ. Khi mà các chị đi ra ngoài đường giống như tóc của em vậy nè, 2 ngày không rội thôi là tóc nó đã bớt rồi. Mà cái này là mình một tuần không rội là chắc cái đầu nó bẹp xuống gì khó chịu lắm. Đó, các chị thấy không? Cái này có thể vừa che bạc được, vừa làm phồng được và nhìn cái tóc mình nó mềm mại hơn. Và bên đây em cũng xin lỗi các chị là mấy bên đây quá nhiều khách mà tin nhắn không có trả lời hết được. Rất là nhiều tin nhắn không có trả lời kịp thì các chị cũng thông cảm. Nếu mà các chị có thể muốn mua hàng thì có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại của bên em là 0943 7990, hoặc có thể liên hệ hoặc là đến địa chỉ của bên shop em là 17 1263 3 tháng 2 phường 6 quận 11, và một cái chi nhánh thứ hai là 17 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để liên hệ mua hàng. Thì những cái hàng này của em là hàng móc tay nên các chị thông cảm là nếu mà bên em không kịp móc cho khách thì các bên em sẽ hẹn lại khách. Nhưng mà thường thường là bên em sẽ cố gắng hết sức để móc cho các chị nhanh nhất có thể để các chị xài sắp Tết rồi nè, Noel nè và những cái dịp khác nữa, nên bên em sẽ gắng tranh thủ cho mình sớm nhất rồi. Dạ chị ơi, chút nữa bên em sẽ inbox cho mình nha chị. Các chị có thấy không? Rất là đẹp và tự nhiên luôn. Cái này á,
cái này em có bán hai loại da. Loại da như thế này là da em đang quay clip vào quảng cáo rất là nhiều vì nó có một cái độ phồng nhất định. Nếu mà các chị nào mà thích da mềm và nó sẹp hơn và nó ôm sát hơn hơn của mình á thì mình có thể mua cái loại da hai lớp. Da hai lớp thì nó sẽ trắng hơn, nó sẽ không bồng bềnh giống như cái này nhưng mà nó sẽ trắng hơn và da nó đẹp hơn. Chị xin cái miếng tóc cũng mười. Cái này nếu mà các chị nào mà thích thay xuống vậy nè đó, hoặc là vuốt tay nè thì mình lại lấy cái loại này, nó rất là thích hợp cho các chị nào mà thích bồng và thích nhìn nó tơi cái sợi lên. Còn các chị nào mà quen với tóc của mình bình thường nó sẹp như vậy rồi mà mình chỉ muốn che bạc thôi thì em có lại hai lớp và da nó trắng hơn. Đây để em tháo cái này ra cho chị coi nha, tóc rất là sẹp, không có phồng nhiều như vậy đâu. Đó, nó sẹp lép như vậy nè. Ôi tháo ra là trời một cuộc so với cái bình thường. Rồi để em coi cái ngôi này. Cái này là da hai lớp nè, em sẽ ngôi rõ lên cho các chị coi là tại sao nó là da hai lớp và tại sao nó khác biệt như thế nào. Và giá thì nó cũng sẽ khác một chút xíu, nhưng mà nếu mà mình gọi là mình thích điều nó không có phòng nó mình thích tự nhiên mà da nó trắng hơn mà gọi là hoàn hảo đến mức độ tối đa thì nên mua loại này đó. Nhìn thấy không, cái da nó rất là trắng và rõ, nó không có giống như cái da kia thì sẽ hơi mờ một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai tinh ý thì người ta mới gọi là nhìn kỹ vô thì người ta mới biết. Còn thực chất nếu mà da của em đã giả rồi là 90 đến 100%. Chị Lê Đào hồi nãy em đã trả, em có báo giá cho mình rồi đó là 4 triệu nha chị. Cái sản phẩm 30 xăng á là 4 triệu hồi nãy em đã thử trên tiệm đó nè. Nếu mà ai tinh ý hơn thì mình xài cái loại này, sợ là mình muốn một cái sự hoàn hảo nhất định á, làm hoàn hảo thì mình nên xài cái loại này vì da này nó rất là đẹp và nó trắng nữa, nên khi mà nhìn gộp bên đầu không biết là tóc giả hay tóc thật. Để xíu xíu để em kẻ đúng được rồi nè. Rồi sẽ đó các chị úp lên đầu như vậy đó, thấy không, chị thấy không, y chang cái đầu thật của mình. Các chị nào nói là thôi chị muốn mua cái da nào mà nhìn cái da đầu nó trắng và nó rõ hơn và nó ôm sát hơn, nó không có bồng nhiều quá thì mình có thể lấy loại này. Vì thật chứ là nó không có bồng, nó chỉ hơi, nó rất là, nó theo cái gọi là nó rủ theo cái khuôn mặt của mình á. Cái này tóc, nếu mà tóc các chị nào mà 40 xăng mà bằng em thì lấy loại này nó đẹp hơn. Còn tóc 30 xăng á hoặc là tóc ngắn thì lấy loại kia. Để em xíu em sẽ dùng điện cho tạo gì cho các chị coi. Cái này có thể dùng nhiệt độ thoải mái, uống nhũ nhượng thoải mái đó chị. Bên em chị không tính tiền một cái, có nghĩa là các chị nhựa cũng được hoặc là uống cũng được, nhưng mà nếu mà các chị làm đến dịch vụ thứ hai giống như là vừa uống vừa nhựa thì bên em sẽ tính tiền nha.
bên em có nhân viên cắt cho các chị luôn, các chị cứ yên tâm là cái sản phẩm của em nó sẽ có người cắt tỉa theo cái tóc của mình cho nó phù hợp nhất. Đó, các chị thấy không? Cái này nếu mà các bạn muốn dày cái đuôi á thì mình nên lấy cái sản phẩm này, nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà tóc dài của em á, còn nếu mà các chị thích bọn thì lấy sản phẩm kia. Phong cũng nhưng mà chỉ có điều là nó tóc nó rất là dày dặn hơn, nó không có nó không có phồng nhiều giống như cái miếng kia. Các chị cắt tới eo á thì các chị có thể xài loại 50 phân, bên em có bán đầy đủ luôn mà.
phải đầy đủ tất cả các phân da đầu luôn, có nghĩa là từ nhỏ đến to, đến to đến to dần. Nếu mà các chị bị bự hoặc là bị nhỏ thì các chị có thể đến shop em và để được tham khảo và tư vấn thêm nha. Địa chỉ của shop em là 1263 đường 3/2 phường 6 quận 11, và cái chi nhánh thứ hai là ở 17 Tân Sơn Nghì, phường Tân Sơn Nghì, quận Tân Phú. Số điện thoại của shop em là 09463 và 7990. Đọc lại số điện thoại nha, 09 3333 là 4 số 3 và 7990 ạ. Các chị nào có nghe rõ chưa ha? Ồ, bên nơi em bị đứng rồi. Cái loại này của em thì chị hạ vi vỏ là cái đầu nào cũng vừa hết, chứ không phải là đầu to đầu nhỏ như thế nào, thì cái này của phone của em nó sẽ nằm ở giữa như vậy nè, nên các chị xài đầu to cũng được, đầu nhỏ cũng được, vì cái này chỉ là phần trên đỉnh thôi, chứ nó không phải là phần ở dưới đuôi, giống như là các chị xài ở kẹp ở dưới đuôi hoặc là nguyên đầu thì các chị phải đo phơm, thì cái này là phần trên đỉnh, nên đầu to đầu nhỏ hay là đầu bé đều xài được hết. Đây em thử cổ cho các chị coi lại nè. Nó vẫn cột được bình thường vậy chị. Mình có thể thích thì mình có thể buông rất nhẹ ra vài cọng cho nó xinh đẹp một xíu. Rủ rủ giống như size tai Hàn Quốc. Có thể sướng được lên đi vậy luôn nè. Khi mà mình xài cái này thì mình có thể cột, giống như là mình cột cái kiểu tóc của mình bình thường vậy đó. Nhưng mà không nhựa. Đó, cái này rất là dễ thương luôn. Em buông tóc rất là nhiều. Lắc qua như vậy thì đương nhiên là tóc càng nhiều thì cái độ tụ của mình sẽ cảm thấy là nó nhỏ hơn và nó trẻ trung hơn, nó không có nhìn nó bị lớn nào mà cũng vậy mà. Đó, em rất là tự nhiên. Hồi nãy em bẻo mình thì nó có hợp với mặt. Dạ cô. Cái con nhựa con đang làm gì vậy? Dạ không xíu mà em quay lại. Đang quay lại, quay lại. Dạ dạ rồi, rồi. Cảm ơn các chị đã theo dõi video clip của shop em. Chút nữa mình có muốn gì thì mình có thể inbox vào bên em để được tư vấn nhiều hơn nha các chị. Cảm ơn ạ.